Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồi Phúc nha. Tiếp tục clip giới thiệu máy cho anh em nha. Xin nhắc lại quy định mua máy của mình, số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định thì anh em cặp trước cái cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cặp 100.000 Viettel. Nhấn họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua nha, mình sẽ ship hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc, mọi miền Tổ quốc nha anh em, địa chỉ được hết ha. Còn hiện nay thì tình hình Covid nó đang hoàn hành á, nên là những nơi nào mà bị Covid thì anh em trước khi mua máy có alo cho mình nha. Alo mình nói khu mình bị Covid thì không bán được, thì mình cắt chứ không thôi là gửi tới là không nhận được hàng, cũng phí nha anh em, lỗ tiền ship của mình nha. Rồi không dài dòng nữa, mình đi vô máy đầu tiên clip hôm nay luôn. Oppo A37 nha anh em, Oppo A37 và Gold, con này thay vỏ mới, thay vỏ keng nha anh em nha. Màn hình 5 inch nha anh em, RAM 216, pin con này là 2630. Máy thì ngoại hình rất là đẹp. Anh em cần alo nha, số điện thoại đẹp thì báo là 0355 356 356. Máy thì chức năng full nha, màn sáng đẹp cho anh em, wifi các kiểu ok hết ha. Oppo A37 hôm nay thì anh em vẫn lên Zalo, Facebook bình thường nha, nó còn xài rất là tốt. A37 nha, giá 1.500.000 nha anh em, giá cơ lực kèm sạc cho anh em. Samsung J737 màu xám lông chuột nha. Con này RAM 332 anh em, cấu hình mạnh nha. RAM 332 mà 5.5 inch, pin con này 3.3, máy đẹp keng sao bén, máy nguyên zin, bản hàng một sim. Kính anh em thấy không? Rất là đẹp, màu riêng nha. Màu riêng nguyên, xài rất là mượt. RAM 332GB. Xài ok luôn. Chức năng full nha. Galaxy Way 3 1750 nha anh em, 1750 dán kính kèm sạc cho anh em đầy đủ. Mình còn một con iPhone 6s Plus nè anh em, iPhone 6s Plus nha. Máy thì vỏ cũng còn rất là ok. 6s Plus 16GB nha anh em, không vân tay, không vân, bỏ sim cho nó xài. Cho anh em thì sẽ thoải mái nha, con này không có vân tay nhưng mà máy quốc tế, anh em bỏ sim là xài thoải mái thôi. Chức năng full. Tài khoản chưa đăng nhập nha, anh em cứ đăng nhập vào tài khoản, xài thoải mái nha, bỏ sim là xài thôi. 16GB, 6S Plus. Pin con này thay mới cho anh em rồi sao? Đúng rồi, 100%. Pin 100%. Rồi, mới cho anh em coi 6S Plus bản Mỹ 16GB. Chức năng full, để anh em giá 2.1 triệu nha. 2.1 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo là một con Note 8, Samsung Note 8 màu xám gold chứ không phải gold. Bút thì màu xanh nha anh em, thì màu xanh. Không trùng màu bút. Gold xám. Máy cũng rất là đẹp anh em, màn không xước nha, đây. Màn rất là đẹp. Con này hình như có một đốm nhẹ. Đúng rồi, có đốm nhẹ các bạn. Còn như là chất lượng thôi nha anh em, không vấn đề hết ha. Đốm không bao giờ lan luôn. Anh em bỏ cái sim là xài thoải mái, bán hàng một sim. RAM 664 anh em, màn hình 6.3, pin con này là 3.3 nha. Ra đi nhanh gọn nha anh em, vô 3.2 luôn. 3.2, máy cực đẹp. Đó, máy rất là đẹp. 3.2 thôi, kèm sạc dán kính. Dán kèm trong kính anh em. Oppo A7 màu xanh. Con này nắp sau thay mới rồi. Màn hình 6.2, RAM 464, pin 4230. Máy thì đẹp keng sao bén, nhưng mà mình quay kính đại giá năng lực cho anh em rồi nha, kính không xước nha anh em, đại giá năng lực sáng đẹp ha. A7 RAM 464. Chức năng là full nha anh em, bỏ sim là xài ha. Con này để anh em giá 2.6 triệu nha, 2.6 triệu, kẹp sạc dán kính, máy cực đẹp. F1S nha anh em, Oppo F1S. Con này RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3075. Máy thay vỏ mới keng sao bén.
kính đại giá lực rất là đẹp. Máy nói chung là kem. Bắt chung. Và 332. Ok nha anh em, máy đẹp nha. F1S con này ra đi cho anh em giá 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu nha. Một con duy nhất. Tiếp theo là một con Oppo F5 anh em. Bán nội địa ha. Máy này mình nhập về hay có. Màu gold. Màn hình 6 inch, RAM 464. Pin 32, máy đẹp keng luôn. Máy đẹp keng ha. Màn sáng đẹp, RAM 464 này, F5. Con này cũng xài cũng rất là ok. Chức năng ok ha. Mượt nha anh em. F5. Máy đẹp ha. Con này ra đi cho anh em giá 1,8 triệu nha. 1,8 triệu. Samsung A21s. Con này máy nguyên zin, đẹp tầm 97-98. Kính đại giá cả lực rồi. Màn hình 6,5 inch nha cả nhà. RAM 332. Pin 5000. Hình thì dưới đây xuất nhẹ thôi, do xài lưng này cái viền thôi, còn lưng dưới kính là nói chung là đẹp, rất ok nha. Chức năng thì ok rồi, con này không có vấn đề, phải lên tay 21s, pin 5000, cực trâu. Con này ra đi cho anh em giá 2,850. 285 nha. A31 Samsung màu trắng. Nắp sau thay mới. RAM 6 bộ nhớ 128 anh em. Màn hình là 6,5 inch ha, pin 4000. Kính camera cực đẹp. RAM 6 bộ nhớ 128. Màn sáng đẹp nha. Wi-Fi các kiểu ok hết ha. A31 RAM 628 chạy thoải mái, cấu hình rất là ok. A31 này có để anh em giá 3,9 triệu nha. 3,9 triệu nha anh em. Kèm sạc gắn kính luôn. iPhone 8 Plus mặt sau đẹp keng, mặt trước thì kính có một cộng lông mèo như vậy thôi. Còn như là full nha, máy quốc tế nguyên zin app, chức năng ok luôn. Wi-Fi này. Máy quốc tế anh em bỏ sim là xài, cho anh em reset thoải mái nha. Bao anh em đi quốc tế trọn đời luôn con này. Pin 84. Đây, nguyên zin nha. Từ A tới Á luôn. Anh em cần 8 lút thì alo em mình nha. Đây, 8 lút bán Mỹ. 64GB. Chức năng thì khỏi phải bàn nha. Mọi chức năng là full hết tất cả. Không lỗi một chức năng nào luôn. Máy đẹp. Chỉ có một cái đường sượt kính trên màn cấp lên thôi. Đó. Còn kính lưng đẹp keng hết. Con này để em giá 6,3 triệu. 6,3 triệu nha, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A8. A8 2 sim. Lưng sau xuất sắc nha anh em. Đó như clip ha. RAM 432 nha anh em. Con này có hình mạnh nha. RAM 432 màn hình 56. Pin 3000. Sườn xếp còn ok. Kính thì ngay đây có đường nứt, có sao nó vậy, quay chuẩn cho anh em. A8 RAM 432 chạy rất là mượt anh em. Con này còn nguyên zin luôn, chưa có đụng chạm. RAM 432 A8 218 RAM 4GB. Con này ra đi cho anh em 1,750 thôi. 1,750 kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Tiếp theo clip là một con Samsung A10. Con này nguyên zin, vỏ sao có xuất sắc nhẹ nè. Màn hình 6,2 inch, RAM 232. Pin con này 4000. Máy thì đẹp như clip mình quay. Kính là kèm nha nè, không có xước nha. Kính rất là đẹp, màn zin. Chức năng full, bỏ sim là xài 2 sim, máy Việt Nam. A10
Đó, ngoại hình là rất là ok nha, đẹp nha. Chức năng thì ok hết luôn. Con này ra đi anh em giá 1.700.000 thôi, 1.700.000. Ri 7 cộng. Có con ri 7 cộng có riêng. Có riêng nha. Màu gold. Màng thay nha anh em, con này màng thay. Còn như là đẹp hết ha. Màng thay là chắc nhất. 3C loại xịn. Màn hình 5.5 nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3.000. Đó. Xài rất là mượt nha. Anh em chỉ bỏ sim là xài thôi. Việt Nam 2 sim. Trước đây là khỏi phải bàn ha. Ok hết. Ri 7 cộng. Con này để anh em giá 1.700.000 thôi. 1.700.000. Máy nói chung ngoại hình còn đẹp tầm 96-97, không phải là quá xấu nha. Samsung A71 màu xanh, lưng sao xước. Kính cam xước nha, kính cam xước, lưng sao hơi xước này, nguyên zin. Còn mặt trước thì bao anh em đẹp 99,99% luôn, gần 100% màn hình, tại vì không phải qua có mặt xước luôn. A71 wifi cực mạnh ha. A71 con này là RAM 8, bộ nhớ 128 nha anh em, màn hình 6.7, pin con này là 4.500, cấu hình cực khủng, ra đi giá mềm mại cho anh em luôn, 5.200.000. Xả nhanh anh em nào cần thì hú nha, một con duy nhất sẽ 5.200.000 thôi, cấu hình RAM 8GB cực khủng. Tiếp theo là một con Samsung A6 Plus màu đen, RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.6 inch, pin 3.500, đẹp như clip mình quay. Kính đại giá lực cho anh em rồi. Màn nguyên zin. Máy rất đẹp. Wi-Fi các kiểu có hình mạnh. RAM 4GB, bộ nhớ 32 thì anh em nói chung xài cũng ok rồi. Facebook, Zalo thoải mái luôn. Con này ra đi cho anh em giá 2.500.000 nha. 2.500.000. Tiếp theo là con Samsung iPhone 8 nhỏ. iPhone 8 nhỏ. Máy nguyên zin. Con này kính lưng đẹp, có một hai vết cắn cắn nhẹ thôi, không phải là cắn mà là dạng như xước nhẹ mà không có cắn luôn mà hình, chỉ có xước qua thôi. Máy đẹp này, lưng sau một hai vết xước nhẹ nhẹ đây. Một hai vết xước. Chắc này phải vào bằng kiếm thôi. 64GB nha anh em, máy zin, pin 83. Còn sườn thì keng sà beng luôn. Sườn keng sà beng. iPhone 8 nhỏ. Mọi chức năng full máy quốc tế, bao anh em reset thoải mái. Không vấn đề hết ha. 8 nhỏ, 64GB. Vân tay vân chân đầy đủ. Quốc tế trọn đời. Không có ghép viết trong đời hết. Máy cực đẹp như clip mình quay. Con này ra đi cho anh em giá 4.400.000. 4.400.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Anh em nào cần liên hệ cho mình nha, chỉ một cái duy nhất thôi. Mình hết rồi. Thân ái chào cả nhà. Clip này xin tạm dừng ở đây. Hẹn anh em gặp lại anh em clip ngày mai. Chào cả nhà nha.